Nhưng mà thời gian quên như vậy thì được ứng định tiêu sinh ngủ thì có thấy như là vui tới quan thế là cái này thật sự không con đưa cái ngủ mà con cũng mơ để con nhất định đó à mẹ nói như vậy có câu cho phải đọc bây giờ thì con không luyện mà con đưa cái việc này giúp đỡ cái con luyện lâu con phải trả thứ mà như vậy là tất cả tôi tự cưới con không còn tôi như thế nữa tức là cái là bị ăn tiền của con tự những mặt hàng con cái thứ hai nữa lúc mà con bị tai nạn té này thì nó đau lắm tôi sẽ là cái nào về cho con sợ cũng được mà ngày nằm ba ngày như vậy à thế thì đã đi bà cũng cần những cái gì cũng mấy con như thế con ngồi để cái cậu mình chỉ là ăn cậu để nó ăn được cha cũng ngồi để con ăn để con ăn xin đem cái tấm tình của con luôn gọi cho con là cái sự tin tưởng của con để cũng được con và đây cách tư duy vậy con chỉ nói đây là cái sự thật chưa nói chứ để cái sự tư duy vậy mình thấy được câu khỏi đầu cũng có cái gì làm cho mình không được là bản thân tôi cái sinh dưỡng cái trả hồng cái té của tôi nó bác sĩ họ cũng phải nằm một năm chứ chưa đi được nhưng họ nói của bố mẹ thì tôi chịu tôi biết là tôi sẽ đau mà tôi không thể được thân thương tôi nói mày trước mày tỉnh giả sau mày tỉnh giả mày lại giả bảo mình thì nó là thật vậy có cũng sinh tình đó, và con cũng thấy rằng con biết là con nít của thằng Hơ, con thấy những việc thằng bảy cái vậy đó, rồi con thì con đang ngủ, mà con không có sợ cái tội gì đó mà con nói là con miệng lớn là con cứ làm không được không nên không làm như thế này, đó là không còn nghĩ một tâm một thường đêm mà từ con đi, lúc mà con đi ngoài rồi mình kia nó cũng có gì những cái tắc vì mình dơ chứ con cứ lắm liền ra ngoài còn cái khi con nằm mơ như vậy rồi đó thì con cố còn phải đậu cho con đặt lớn lên lấp ra miệng chứ không có đọc không tâm hiểu như vậy của tội có lỗi để con có tội thì trước ra cũng như mà ham đánh bài á đã mấy chục năm rồi đó là nó thói quen rồi á thì bây giờ thăm có phải nào là nó còn lạ chưa có quen bằng cái tính bài thì cho nên nó phải nó một thời gian nó để nhé rồi nó cũng phát lên đánh nữa ha à. Tôi chừng cái câu thoại nào được quen thuộc hơn cái việc đánh bài nữa thì nó tự nhiên nó không được ha à. Còn á về cái cơ thể này đó sau này cũng phải biến thành đất này à. Bây giờ đó nếu mà dùng câu thoại đào lễ mà hết mau hết bệnh đó cái đó là không phải là cái vật chánh, cái vật chánh là giải thoát vĩnh viễn đặt đến mà tự do tự tại vĩnh viễn chứ không phải là bị cái thân thể này cái cơ thể này hạn chế. Còn cái giờ mà dùng lễ trị bệnh ấy thì thầy thuốc bác sĩ thiếu gì
ha. Lại á, tà ma ngoại đạo đó, vì chấp ngã giữ cái thân thể này cũng có thể sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm, nhưng mà cuối cùng nó không có giải thoát. Trong Phật pháp gọi là nó là tà ma ngoại đạo. Còn á, cái chánh pháp á, cái câu thoại đạo này là chánh chánh pháp, là giải thoát viễn viễn, tự do tự tại, không có bị cái gì ràng buộc nữa. Với việc cái cơ thể này thường ràng buộc mình, cho nên á, mặc dầu đó nhiều câu thoại đạo mà hết bệnh, nhưng mà cái này là cái vật cũ, cái là tự nhiên, không phải là cái mà cái vật chánh. Cái vật chánh là giải thoát viễn viễn, tự do tự tại viễn viễn, chứ không phải là chỉ là tạm thời thôi. Còn cái hết bệnh chỉ là tạm thời. Ừ, theo trường lệ đó là giải pháp, sẽ có cái sự cho là thảo công đó, tức là thải chất công phu trong trường lệ này đó. Anh biết cho hết chú về anh thời gian hoàn cảnh đó, không có mà từ người trình bày được ha. Bây giờ là ví dụ nào mà ở trong tuần lễ này có cái công phu gì cảm thấy nó đặc biệt á, thì ra chuyện hoặc là có cái thắc mắc gì đó cái nào mà đúng thì tôi chứng minh cho, cái nào mà không đúng thì sửa lại là đúng. Thường chính là sư phụ hàng Phật tử sư con thường đến tháng bảy là nghĩ đến lỗ thanh lăng trong sư vô lăng Phật có dạy trong ngày tự tứ hàng Phật tử sống sanh lễ vật thành kính dâng lên cúng dường tăng bảo thì cha mẹ hiện tiền hết khổ, cha mẹ đã quá vãng mà đọa vào ba đường ác để được sanh lên cõi người cõi trời. Trong đoạn kinh đó có cầu đắc và bổn xong một cái kinh nữa được Phật là dạy nhớ cái đức hữu thiện Như Lai bất thiết xuất lực đa giữ cái đức vô cố Như Lai trước đắc xuất lực đa. Vậy là chỗ này lại không có đắc. Phật sư phụ thường khai thị lời của Phật của Tổ là những thuốc để chữa bệnh chúng sanh. Vậy cái phương thuốc trước ý của Phật là để chữa bệnh gì và cho mọi người nào? Cái thuốc sau là để chữa bệnh gì cho mọi người nào? Bây giờ chúng con là hành giả tham thiền, chỉ có thuốc khỏi đầu với lưu tình. Thì cái thuốc khỏi đầu lưu tình này có thể phép cho hai món thuốc kia và một cái không thương thư cổ từ như dễ dàng. Mình tu đây đó là gọi là thấu chưa thiền đó, chỉ có cái pháp môn thấu chưa thiền á là Thích Ca Thân Thiền thôi. Ngoài ra tất cả pháp môn khác á, 84.000 pháp môn khác đều là rồi sau đó sư tổ căn cứ theo cái kinh Đức Phật mà Phật dạy. Thì cái tổ sư thiền này đó là Phật Thích Ca mới là giữa ý thì Phật Thích Ca, còn cái kia đó Phật Tiếp Sắp 49 năm đó là Bất Thất Nhĩ đó,
cái tổ chư thiền đó là trực tiếp từ ở trong kim bao đó thức tỉnh ra ngoài kim bao, thì lượt ra ngoài kim bao rồi đó thì cái việc ở trong kim bao đó thì khi mình không lượt cái khổ ở trong kim bao đó không có còn thì tìm còn tìm không ra. Còn á về cái mà nói về cái du lan cái cầu kêu cho mà cha mẹ của hoàng tử tổ đó, cái đó là cái việc ở trong kim bao. Thì những người mà còn chưa có thức tỉnh được ở trong kim bao á, mà chưa có tin cái sắc mông tổ sư thiền này ha, chưa có tin được cái tự tâm, thì cần phải mà những cái kêu bằng kinh Bát Liễu Nhã của Phật á. Còn á về cái Liễu Nhã thì Phật là muốn mình được thức tỉnh, tức là thành Phật. Với vậy chứ Phật là giác ngộ tức là thức tỉnh, tức là ở trong kim bao được thức tỉnh. Thì đó, tất cả công việc đều xong xuôi, tất cả khổ đều giải thoát. À. Thì một cái một à, còn mấy cái kia đó, con có cần biết tôi nữa. Với vậy biết tôi cũng đâu có ích gì. Với vậy đã thức tỉnh thì ra ngoài kim bao, còn đi tìm vật kim bao, khảo cứu về cái vật kim bao gì nữa. Nhưng mà mình chưa có ra ngoài kim bao thì phải chịu cái nhân quả ở trong kim bao, phải chịu cái khổ vui ở trong kim bao. Thì những người mà không có tin cái thâm mộng tổ sư thiền, không có tin cái tự tâm, thì bây giờ lang tham sống ở trong kim bao thì phải giải quyết trước cái việc ở trong kim bao. Thì những cái kinh mà Bát Liễu Nhã của Phật là giải quyết cái việc mà ở trong kim bao. Nhưng mà thật ý của Phật là muốn mình được xuất hiện ra ngoài kim bao mới là đẹp đẽ. Thật này không đi được trước mọi người. Vì trong cái cách này ngay từ thời hết con xuất hiện cái sư phụ là cho đỡ tôi phần đầu, vì con thấy cái câu này thì thật cũng không đúng như tình được rồi. Tôi có phép con cái sức này thứ tư con cũng tham phải đầu ai nhìn thật, nhưng mà đồng thời có phân hướng của tôi phải đầu là khi cha này cái sinh nhìn ra thì ta là ai. Trong cái tham không có phương hướng đi do câu phải là thứ hai nữa, nhưng mà rồi nó cũng trở về câu ai ai cũng phải. Câu trong cái tham tự nhiên con khó kinh nhớ lại là tôi tưởng ngày phổ hóa khi ngài có đi đấy, từ ngày tôi ngồi trong quan tài là đứng ra giữa bắc. Rồi thì bà con có đến thì thấy trong quan tài cũng không ngại cơ hóa mà chỉ nghe tiếng niệm Phật trên trời, tiếng niệm Phật trên không gian. Hồi trước con không nghi, bây giờ tôi không tham không nghĩ là tự nhiên không nghi con hết chứ, chứ là ai niệm Phật, ai niệm. Thì con thấy trong ngày thứ năm có nghi tình, có mỗi nghi tình, có kết quả
Cho nên câu hỏi đầu cứ tiếp tục là tại đường Phật. Con cũng nhớ lời sư phụ dặn là lấy cái tâm sư tử, cái sư tử giết mà giết vào mà tham phải đầu. Con nhớ cái đó, con cũng nghĩ rằng là từ đây thì là người nó tiêu diệt nhau một cách là nhẹ nhàng, mà rồi sẽ bây giờ sức mạnh ra hàng triệu lần, thì có lẽ cái lúc đó người nó tiêu diệt rồi thì có cái câu khởi đầu thôi. Con nghĩ rằng có cái câu khởi đầu này thì có cái đó là chắc thôi, còn mọi thứ đều vọng hết. Và con cũng có nghĩ là câu khởi đầu này chính là trí huệ, nó chính là trí huệ. Hôm nay con cũng ghi được cái đó, mà con có nghĩ là cũng có thể vài ba người tham thiên vài cách liên tiếp cho cái quả hôm nay nó đạt được như tôi muốn. Hôm nay con xin nói con hòa thượng là tham ai niệm Phật không mà nó ăn cái bộ ai niệm Phật là đã thành lâu rồi, đã quen rồi á, còn cái này mới lại đó. Bây giờ á đã có khỏi nghi tình được rồi đó, thì cứ thăm ai niệm Phật rồi cũng được á. Mà bây giờ đã có mà không thấy thì sanh tử với có cái nghi tình á, có cái thắc mắc nặng đó thì là được rồi, đúng rồi ha. Để đi về phía tham ai nhiều sai được ha. Với lại cái kia là bất khắc dĩ tại nói ai niệm Phật nó khỏi như định không được, nó khó ấy, và có nghi tình mà cũng không có nhiều á. Bây giờ lá có nghi tình nhiều là nó nghi tình nặng là nó thì đều là được rồi. Nhưng mà đừng có cho cái câu thoại nào là trí huệ, đừng có cho tất cả kia là quyển hóa. Bởi vì quyển hóa cũng không phải thiệt quyển hóa, trí huệ cũng không phải thiệt trí huệ. Bây giờ đó Phật đã nói tất cả pháp đều bình đẳng, tất cả pháp đều chẳng có tự tánh, tất cả pháp vốn là vô sanh. Bây giờ đó mình muốn ngộ cái pháp vô sanh đó phải cắt dứt cái ý thức phân biệt. Bây giờ đó, dùng ý thức phân biệt cái này là trí huệ, cái kia là không trí huệ đó, thì đó, không có khi nào mà chứng sanh được. Cái nghi tình đó là lễ quyết sạch tất cả phân biệt. Với để không biết gì cả ha. Cho nên sư Phật sư tổ, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều phải từ nghi đến ngộ, vô nghi mà ngộ. Bây giờ á các pháp môn của giáo môn á cũng như thiên thai rằng phủ tam lượng duy thức á, mặc vào đó bạc nào đó thì không có nghi, nhưng mà tôi tới cuối cùng á, tôi tới bước cao đó thì tự nhiên sắc nghi, vô nghi mà ngộ. Cái này là pháp xuất thế gian phải vậy, mà pháp thế gian cũng vậy. Nhà khoa học, nhà triết học, mấy nhà khoa học muốn phát minh cái đồ vật mà ở thế gian đó cũng phải tự nhiên tới ngộ. Bất quá nhà khoa học cái nghi của nhà khoa học là hầu nghi, là lấy tâm đi nhân cứu để tìm hiểu. Còn cái nghi của tổ sư thiền á là chánh nghi, chỉ cho nghi chứ không có cho tâm đi tìm hiểu. Mọi người gọi là tinh ngộ. Nhưng mà cho tâm đi tìm hiểu là giải ngộ, không có giải quyết được cái sự sanh tử. Cho nên bây giờ đó mình có phân biệt nói cái câu thoại nào là trí huệ, ngoài câu thoại đào là không phải trí huệ. Cái đó là cái ý thức phân biệt và không được.
Thật ra con không hiểu là ngoài những cái câu như tình trong đó mà đẹp ra còn có những gì khác nữa không? Thì con không hiểu nghi là con muốn khi mà cửa thiền của đạo tổ sư thiền không lập ra được. Đó là muốn cho còn ở thứ hai nè. Nói mà mấy câu thoại nào là của tôi lạc gia là không phải à. Cái đó là tổ hồi xưa đó lạc gia chứ không sao tôi còn á cái thoại nào đó là muôn muôn ngàn ngàn nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ lựa ra năm câu á để cho người thanh thiền mà tự mình chọn một câu mà rất khó hiểu đó. Còn mà cô từ nhỏ tới bây giờ đó, đối với vũ trụ vạn vật, có thắc mắc gì không? Còn nếu như con là tự hồn, tự hồn cô ha. Cô tên gì? Mà hả? Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Cô ba. Bây giờ cô thu đó. Thì hiện ra ở trong loại này là 33 năm. Phải không? Rồi á. Muốn được hiện ra ở cái loài này đó thì phải có trời có đất rồi đó, phải không? Mà khi chưa có trời có đất đó, cô ở đâu? Cô biết không? Không thì là nghi rồi. Không là nghi tình rồi. Tại sao không có? Bây giờ con không biết rồi, không biết, không hiểu là nghi. Phải không? Không biết nhiều chừng nào tốt chừng nấy, không hiểu nhiều chừng nào tốt chừng nấy, cứ không hiểu nhiều là nghi tình nặng. Nhưng mà cái không hiểu đó, không biết đó, không phải là lẽ vậy. Phải muốn biết, mà biết không nói. Biết không nói thì đáp không ra, bởi vì cái câu phải đạo là câu hỏi. Khi chưa có trời lắc, tôi ở chỗ nào? Không biết. Tức lắm, hỏi nữa. Mà hỏi tôi khi nào mà hình định biết được, đáp ra được đó, thì gọi là chân tánh. Mà muốn biết, không được đi tìm hiểu, không được lấy cái ý thức đi suy nghĩ, cho là tôi ở chỗ này, chỗ kia, ở trên trời dưới đất thì không có được. À, vô suy nghĩ mà biết được đó, là không phải là ngộ. Cái ngộ đó không được suy nghĩ, chấm dứt cái sự suy nghĩ, à, không cho suy đường suy nghĩ gì hết. Chỉ có hỏi tôi hoài, mà muốn hiểu hiểu không nổi tức lắm, thì hỏi tôi chừng nào hiểu, chừng nào đáp được, mới thôi. À, thì bây giờ cái không biết đó, đã là nghi tình rồi, chứ tại sao nó là không có? Đương nhiên là đương nhiên rồi. Nhưng mà tại cái ý thức suy lượng cho là đương nhiên, nhưng mà sự thực thì không phải là đương nhiên. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm nó thật là có tha cái đương nhiên đó là không đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là cái thời gian nó không có để cho tôi mà giải kinh Lăng Nghiêm nhiều lắm.
Thì bây giờ á, đừng có cho là đương nhiên, hay là cho là nhân duyên, ha. Không biết gì cả, chứ không biết. Hỏi tôi từng nào biết thôi. Nếu mà đúng, nếu mà không đúng thì sư phụ chỉ lại để đổi cho thầy cô thôi. Đúng đó. Còn nếu mà đúng thì con cũng xin má ra để coi như là có một phần tốt ý trong một nguyên đệ. Trước kia con xem kinh sách và tu theo chư đoạn. Chúng tôi trong cái hướng mình thiền thì Ngài Tôn Mạch có nói là biết vọng là tu. Các vọng niệm sạch hết là chân tâm thôi, Phật tâm thì thiền. Con theo đó con tu thời gian. Sau thì là con, nhưng mà con chưa lấy lòng thỏa mãn trong chú giải đó lắm. Thì con nghĩ là cái chỗ hy vọng hay là tri tịch hay là cái thường kia gì đó thì nó cũng do cái tâm tâm địa trực tiếp. Nhưng trong đó vì cái tri nó không có năng tri hay sở tri, nhưng mà còn với cái tri đó thì không nghĩ là cái tri đó là cái gì biết, cho nên con chưa thỏa mãn trong sự kiến giải đó là thế. Sau khi mà gặp sư phụ thì ơi phụ thay là chú phú còn đó cũng là chú tri, con thấy dường như là con mất trợ đức về mà con ngay đó con khởi như tịch ngay mà con biết mình đi ngay lúc đó con vẫn chưa có biết cái pháp khởi đầu, chưa có pháp khởi đầu, người con khởi như ngay chỗ đó. Rồi con sau đó là con dứt khoát là chọn cái tổ với pháp môn pháp khởi đầu nữa. Rồi thì con đến với thiền và với cái tâm cầu giải thoát giác ngộ chính mình cho mình là cái gì, cho nên khi mà con tham khởi đầu đã chọn cái pháp môn này rồi tham thì con thấy cái này con tham hay là con muốn biết được mình là cái gì, ta là cái gì, từ vô thủy giờ biết mình là cái gì để trôi lâm theo ngoại cảnh, do đó mà con công phu thì trong lúc công phu con cũng không nghĩ là công phu đắc lực hay không đắc lực, có nghi tình hay không có nghi tình, bởi vì mục đích chính của con là mục đích muốn cầu giải thoát, muốn biết rõ sự thật về mình, cho nên là phải tham với con thì là dùng con khởi đầu để mà tham chiếu lại cái chính của mình, do đó mà con không cần biết có nghi tình hay không có nghi tình. Vậy mỗi lần mà cứ tham chiếu lên là con có hai cái thắc mắc đó. Mà đôi khi cái thoại đầu quên đi mà cái thắc mắc nó vẫn có. Do đó cái công phu nó có biết chắc, không biết chắc. Cái tính của con đốt này. Chỉ có một thôi, chứ mình có hai. Có hai là không đúng. Một cái thắc mắc giải quyết thì tất cả thắc mắc đều giải quyết. Tự tánh là bất nghị, Phật pháp á, Lục Tổ nói là Phật pháp là bất nghị, nếu có hai là không phải rồi đó, chỉ có một thì thắc mắc thôi. Sao câu khi chưa có trời đất ta là cái gì, thì nghĩ nếu mà có ta là cái gì đó, thì
cái đó là cái đối tượng của tâm rồi. Cái còn nếu mà biệt niệm rồi thêm cái phân biệt rồi, cái đó là tự tìm ra cái đáp án rồi, sử dụng ý thức là để phân biệt rồi. Ở trong ngày quá chẳng khác thay kỷ lục đó, thì cũng có nói có cái vấn đề này đó. Để xem lại một lần. Chỉ có một cái thắc mắc, không được hai cái thắc mắc. Một cái thắc mắc này giải quyết thì tất cả muôn triệu ngàn thắc mắc, bao nhiêu thắc mắc đều giải quyết. À. Có ta là cái gì thì nó thành đối tượng, còn nếu mà không có cái gì thì cũng không được. Thành ra ngay chỗ đó con cũng không biết làm sao. Thì cái đó, cái thắc mắc đó, để cũng phải gồm ở trong là ta là cái gì đó. À, với vậy có ta cũng không được, không có ta cũng không được. À, thì bây giờ đó, mình hỏi ta là cái gì? Hả? Thì là cái gồm có tất cả thắc mắc ở trong rồi. Ha. Bởi vậy á, có ta cũng không được, mà không có ta cũng không được. Tất cả vũ trụ vạn vật đều như vậy. À, có cũng không được, không cũng không được. Cái ngã tư cu đó hồi nãy đã có nói là hiểu thấu được cái ngã tư cú rồi đó, thì nó biết. Còn hồi nãy nói tới mà chàng sư tông mạch á, chàng sư tông mạch là tổ của giáo môn, là tổ thứ năm của dòng tổ, chứ không phải bên tổ tư thiền. Nếu mà bên tổ tư thiền thì thiền sư tông mặt còn xa lắm. Bây giờ thiền sư tông mặt á, nói kinh viên giết á, kinh viên giết là lời của Phật. Phật nói á, tất cả chúng sinh đều xưng viên giết. Còn á, tông mặt nói người dịch sai. Nói chữ chứng không được, phải nói lũ. Tức là tất cả chúng sanh đều lại lũ duyên giác, nhưng mà chưa chứng. Thì cái đó là do ý thức phân biệt, nó là thích không thích hợp với tổ tự thiền rồi đó. Nếu mà căn cứ theo đó mà tu á, thì cũng như mà lục tổ của thần hội đó, không phải là cái lời nói mà không đúng. Cũng như mà lục tổ nói tôi có một vật ha, không lào không lui, không trái không mặt, không tên không danh không tự gì đó ha. Chúng người biết cái gì không? Rồi thần hội ra đỉnh lễ nói là cái bổn nguyên của chư Phật, cái Phật tánh của thần hội. Thì cái lời nói vậy đó không phải là không đúng, sự thật thì đúng. Nhưng mà độc tổ bở nè, giáo cho ngươi sau này á được gia hoàng pháp chỉ là một môn đồ chi giải mà thôi. Họ bởi vậy lấy ý thức để lãnh hội. Tổ sư thiền là muốn chăm cho cái ý thức, không được dùng ý thức. Bởi vậy dùng ý thức là giọng nó không có đặt đến mà chân tan được. Dùng ý thức phân biệt thì phải có tương đối, không phải có thì phải không, không phải đúng thì phải sai. Thì phải có tương đối. Tương đối là không được rồi, là nhiều rồi. Cái Phật pháp là bất ngữ. Cho nên thẩm đạo nó thẩm tự Pháp Bảo Đàn Kinh đó, Ngọc Tổ nói với Ân Tôn Pháp Sư đó,
Nói thiền niệm giải thoát chẳng phải Phật pháp. Thì theo giáo lý của Phật á, kinh Phật là phải thiền niệm mới giải thoát chứ. Bây giờ nói thiền niệm giải thoát chẳng phải Phật pháp. Thì người ta nghe thấy kỳ quá. À, nhưng mà sự thật là gì? Bởi vậy á, có thiền định, tức là có định thì phải có đoạn, đoạn. Bây giờ định là đối với đoạn. Có giải thoát thì phải có trói buộc. Giải thoát là đối với trói buộc. Đó, chắc là tương đối. Phật pháp là cái bằng pháp bất nhiễm, không được mà có tương đối. Bây giờ hồi nãy nó có hai cái thắc mắc là chú mà cho có thể đầu con có thể rõ chưa hả? Chú cho có thể đầu mà chú chưa có đề đặt ra là cái gì? Thì tôi nghĩ nếu mà có cái gì giác thì là nó thật hay rồi không phải. Còn nếu mà không có cái gì thì cũng không được. Do đó mà ngay chỗ đó con chưa không biết làm sao. Cho nên con nghĩ rằng chỗ đó là cái chỗ công phu con mọi cái chỗ là ai cái đó đó thì bằng đầu đó lấy cái đó mà thành thắc mắc á. Thì cái đó là không có ngã về bên nào được ha. Thì cái đó khỏi lên như tình, nhưng mà chỉ là có một cái thắc mắc đó. Không biết là gì ha. Nghĩa là có nghi tình, không có nghi tình, bởi mục đích chính của con là thì có nghi tình hay là không có nghi tình đều đọc vào tứ cứu. Bây giờ cái không biết đó mới không có lục vào tứ cứu, mới được gọi là tinh nghi. Cũng không biết có hay là không biết, không hay là không biết, cũng có cũng không hay là không biết. Chẳng có chẳng chăng. Chứ không phải là mình muốn tham để hiểu cái câu thoại nào. Tìm hiểu câu thoại nào là sai. Theo cái tổng sư thì con tâm thấy tư dạy tư cổ thì con rất khỏi là con rất phải đặt tin tưởng khi con được cái câu phải đầu nguyện Phật là ai thì thật ra con cái câu phải đầu phải đầu con chẳng biết cái gì nữa. Thật ra con không biết, con nghĩ vậy mà con không biết, con nghĩ cái tổ sư của con là lăng tế trước khi kiến tánh còn phải bị anh đòn chính vậy. Cho nên con nghĩ cái đó thì là con thấy con rất thấm thía cái ôn câu tại đà và đồng thời cũng khá ngã chấp là bất cả đắc bất cả cầu bất cả sợ thành ra con không còn nghĩ cái đó nữa, con không tập mà con cứ ôn câu tại đà. Thì như vậy trong cái thời gian mà con ôn câu tại đà thì con có lâu lâu con có tiền không chắc là bất cứ sợ sợ cầu bất sợ đắc bất sợ sợ thì như vậy cứ cũng cứ lại cho rất tin tưởng đó, được có đắc được có cầu được có sợ đó là khi nào đó mình cảm thấy có đắc là muốn có đắc rồi đó thì phải nhớ chặt lại là chưa có đắc. Mình có nói cái ý muốn cào cái gì thì phải nhớ chặt lại là chưa có cào. Nó có cái ý mà sợ đó, lo sợ gì đó thì phải nói nhớ chặt lại là chưa có sợ. Còn nếu mà không có thì cứ hỏi có phải đạo hỏi tôi. Hỏi càng mà xem vô làm chi. Từng nào mà có đắc, có cào, có sợ rồi thì mới nhắc lại. Để mà chấm dứt cái đắc, cái cào, cái cọ thôi.
tin tưởng là cả ngày có sự thật, mà con tin tưởng là con thấy xong con đã sẽ thi. Nhưng mà trong cái thời gian đó là con nghĩ tới tổ sư của con, cho nên rồi con có ái nhà hay sao, nó lâu lâu con có xem cái đó là một cái. Thứ hai con cũng có cái nghĩ cũng có cái sợ, cho nên hôm nay con sư đem đã trình lại để sư phụ giải thích cho con thấy. Thì con cái lâu lâu á, cứ tập phải thường xuyên, lâu lâu con có đem bất khả đắc, bất khả tàu, bất khả tàu. Thì cho nên cái đó nó không biết có khả năng gì không. Con cô ngang mặt á, thì tất cả đều quên rồi. Tất cả đều quên á, thì lâu có nói cái gì mà muôn đắc muôn cào cũng sợ đâu. À, thì đã thực hành cái chính chữ này rồi, thì khỏi cần chính chữ này xen vô nữa. Còn lúc mà tại cái nghi tình nó có gián đoạn á, có cái kẽ hở rồi đó, thì mới có nổi lên cái ý mà muôn đắc muôn cào hay là muôn sợ đó. Mà bây giờ đó, khi không mà xen vô cái mà vô số đắc, vô số cào, vô số sợ, thì nó làm cho cái nghi tình mình có cái kẽ hở rồi, gián đoạn rồi. À, cho nên á, mình càng cái nghi tình nó liên tiếp á, thì á, nó đã là không có cầu, không có đắc, không có sợ rồi. À, đã là thực hành rồi. Thì lăng thực hành nó có cần ấy. À, cũng như mình lăng ăn cơm rồi còn nhớ nó giờ ăn cơm chi nữa. À, ủa như thế thật là cái tư tưởng đó nó dụng tục, do đó con phải chịu được. Cái pháp môn này kêu bằng siêu việt, siêu thật diệt tổ á. Mình á, theo lời của Phật, theo lời của tổ thực hành á, tức là đã nhớ Phật, nhớ tổ rồi, khỏi càng thêm cái ngoài mà đi nhớ nữa.